Thư ký Dương, tôi thấy chị nên thay đổi thái độ đi. Tôi sắp làm con dâu rồi, chị tỏ vẻ uy phong trước mặt tôi không có lợi cho chị đâu. Cô Ninh, tôi cũng không muốn làm khó cô và nhà của cô, nhưng mà những thứ này đều là do chủ tịch sắp xếp. Nếu như cô thấy có vấn đề gì, có thể tìm chủ tịch để bàn bạc. Alo, sao thế? Cái gì? Được, tôi đến ngay. Sao thế? Chứ Diễn xảy ra chuyện rồi. Đi, chúng ta đến bệnh viện. Tiểu Diễn, anh không được có chuyện gì. Chí Diễn, cẩn thận, từ từ. Chí Diễn, Chí Diễn, Chí Diễn, người nhà ở bên ngoài. Tiểu Đắc, Chí Diễn làm sao thế con? Mẹ đang cấp cứu, sao thế? Sao thế? Sao thế? Tất cả là tại con không nên bỏ lấy ra ngoài. Sao vậy? Lúc nó đến đã mất ý thức rồi. Tại sao lại như vậy? Ninh Hạ, anh nhận được cuộc gọi của chị em, liền đến đây ngay. Chúng ta dành thời gian lâu như vậy để yêu nhau, nhưng lại không thể ở bên nhau. Cho dù không có kết quả, giữa chúng ta cũng không phải là không có ý nghĩa gì. Cứ coi như một hành trình của em. Anh vẫn mong em coi nó là một việc đẹp đẽ. Lúc em nhớ về nó, em có thể chăm sóc bản thân, sống độc lập, không còn là cô bé ăn cơm nắng với khuôn mặt vô vọng. Anh mong Tần Hạo là người đàn ông mang lại hạnh phúc cho em. Có lẽ ở không gian, thời gian khác, chúng ta sẽ có kết cục tốt đẹp. Anh sẽ lặng lẽ chúc phúc cho em. Tiểu Hạ, con đang làm gì thế? Anh ấy là anh rể tương lai của con, sao con có thể nắm tay chứ? Con có xứng đáng với chị con không? Con đang làm gì thế? Sao thế? Mẹ, đây là bệnh viện, đừng làm ồn. Mẹ thấy bọn nó nắm tay nhau.
Cô à, chuyện này không liên quan gì đến Ninh Hạ. Tiểu Hạ, em về trước đi. Đan Kiều, em biết anh chỉ an ủi Tiểu Hạ. Em tin anh. Mẹ, chắc chắn là mẹ hiểu lầm rồi. Anh ấy chỉ an ủi Tiểu Hạ thôi. Cả nhà mình đều lo cho em trai. Con phải đề phòng nó. Thứ không có lương tâm. Con đừng có đơn thuần quá như vậy. Con biết rồi, mẹ. Mẹ đi làm đi. Ninh Hinh, có chuyện anh muốn nói rõ với em. Đừng nói gì hết. Đan Kiều, em trai của em vẫn đang hôn mê. Mẹ em khó tránh khỏi bị kích động. Anh đừng trách bà ấy. Tình hình như vậy có đúng không? Được, có gì mới tôi sẽ liên lạc với cô. Tiểu Hạ, mẹ Thất Nguyệt, xin lỗi, lại gây rắc rối cho các cô. Sao thế? Là Tôn Bắc Phương. Tôn Bắc Phương thuê người hành hung, hiện giờ đã bị cảnh sát bắt. Xin lỗi, là tôi đã hại Tiểu Diễn. Trời ơi, tại sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi không nói rõ được trong chốc lát. Thôi bỏ đi, đi thôi, tôi cũng đang buồn. Tiểu Hạ, cô đừng uống nữa. Cô đừng uống nữa, tôi sai rồi. Được được, mặc kệ tôi. Cô và Chí Diễn là sao? Thật ra tôi thích Tiểu Diễn từ lâu rồi. Từ lúc lên kế hoạch lễ đính hôn, tôi đã thấy mình rất dựa dẫm vào anh ấy. Anh ấy không giống như là Tôn Bắc Phương. Bề ngoài có vẻ rất phiền với tôi, nhưng mà thực tế rất chiều ý tôi. Mấy bạn trai trước đây của tôi cũng rất chiều tôi. Nhưng mà tôi biết là bởi vì tôi giàu có. Họ đều nói kết hôn với tôi có thể bớt phấn đấu 20 năm. Những điều này tôi đều biết. Nhưng mà Tiểu Diễn thì lại khác. Anh ấy thực sự rất tốt với tôi. Cô Mễ à, tôi nghĩ là cô hiểu lầm rồi. Chí Diễn tốt với cô là vì tính cách nó tốt bụng, bởi vì nó lương thiện hay giúp đỡ người khác, chứ không phải tình cảm như cô nghĩ. Nó đồng cảm với cô, hơn nữa nó rất yêu Tiểu Đắc, cho nên cô phải hiểu rõ, cách xa nó ra. Tôi biết là cô nghĩ gì. Cô chắc chắn thấy tôi là hồ ly tinh, là tôi câu dẫn Tiểu Diễn. Tôi cũng rất ghét bản thân như vậy. Trong lòng của tôi, thật ra tôi rất tôn trọng Tiểu Diễn và Tiểu Đắc. Tôi thấy họ rất là xứng đôi. Nhưng mà Tiểu Hạ, tôi thích Tiểu Diễn thật lòng. Nhưng tôi chẳng làm được gì. Yêu một người không sai, nhưng cô phải điều chỉnh tốt tình cảm của mình. Đừng làm phiền cho tụi nó, có biết không? Thôi, tôi không nói với cô nữa. Cô chưa từng yêu, cũng chưa yêu ai. Cô không hiểu được đâu. Nhưng mà tại sao tôi lại không hiểu cảm giác này chứ? Giống như cô, tôi rất muốn nói yêu một người, nhưng bị hiện thực bóp nghẹn cổ, không nói được gì. Lúc yêu nhau, tình yêu là nón giáp sắt. Lúc chia tay, tình yêu là sườn non. Ngày mai sắp xếp phòng bệnh đơn cho Chí Diễn. Cảm ơn anh, Đan Kiều. Đan Kiều, hiện giờ không còn sớm nữa.
Ngày mai anh phải đi làm rồi, hay là như vậy? Bọn em ở lại chăm sóc cho em trai, anh về trước đi. Được. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Tiểu Hạ, cô đừng uống nữa. Tôi biết là tôi sai rồi. Tôi không nên phá hoại tình cảm của người khác. Nhưng yêu là ích kỷ. Mẹ thất nguyệt tôi. Yêu thì phải thẳng thắn, không yêu thì nói thẳng. Vốn thế giới này có một số người là đoàn chính thuần, có một số người là dương quá, có một số người là lý mặt sầu, có một số người là dương bất hối. Trong mắt của tôi, những người này chỉ khác nhau về tam quan, không phân biệt đúng sai về hành vi, càng đừng nhắc đến ai cao thượng hơn ai. Vậy cô nghĩ đến Tiểu Đắc không? Cô ấy làm gì sai? Tiểu Hạ, đã là thời đại nào rồi, tình cảm còn phân chia đúng sai? Trong mắt của tôi, người không được yêu mới là kẻ thứ ba. Yêu một người không có đúng sai, nhưng phải có trách nhiệm. Nhưng rõ ràng tôi thích Tiểu Diễn, lại giả vờ là không thích. Lẽ nào đây là chịu trách nhiệm sao? Như vậy là tôi không chịu trách nhiệm với bản thân, làm sao có trách nhiệm với người khác được? Thôi bỏ đi. Tiểu Hạ, cô đừng uống nữa. Hôm nay cô uống nhiều lắm rồi. Phục vụ thanh toán. Đừng uống nữa, chúng ta đi thôi. Tôi không đi, tôi muốn ở lại. Cô chắc chứ? Được rồi, vậy tôi đi trước đây. Cô Mễ, mặc dù tôi không thay đổi được quan niệm của cô, nhưng mà cô phải nhớ, người không được yêu mới là kẻ thứ ba. Thụ động tiên sinh, nhân sinh quan mạnh mẽ của mẹ thất nguyệt, tôi không thể bắt chước. Đa phần thời gian, chúng ta chỉ có thể vô lo vô nghĩ chạy về phía trước. Anh nói có đúng không? Chúng ta từng quanh quẩn ở cùng một con đường. Trong tình cảm, mẹ thất nguyệt là thợ săn, tôi chỉ có thể sống tạm bợ. Con trai, con tỉnh rồi, con trai. Mẹ, vợ, chị, ba, thằng nhóc này muốn dọa mẹ sợ chết hay sao? Nhìn ra chúng ta chỉ có con là đứa con trai duy nhất. Nếu như con có mệnh hệ gì, bảo nhà mình làm sao sống đây? Mẹ, chẳng phải em đã tỉnh rồi sao? Mẹ đừng đau lòng nữa. Chí Diễn, tỉnh là tốt, tỉnh là tốt. Ba, con không sao. Vợ à, chồng à, em biết là anh sẽ không sao mà. Vợ à, em đang mang bầu mà anh còn khiến cho em phải lo lắng. Anh không phải là người chồng tốt. Không, anh cố gắng nghỉ ngơi, đừng nói nữa. Cả nhà chúng ta đều đang ở bên anh. Ngủ một lát đi. Con đang làm gì thế? Nó là anh rể tương lai của con. Sao hai con lại nắm tay nhau? Con như vậy có xứng với chị con không?
Ở đây có 12 chú khỉ nhỏ. Bù đắp sau năm 14 tuổi, em không nhận được quà sinh nhật. Từ nay trở đi, anh sẽ thay ba mẹ của em vào ngày sinh nhật của em. Năm nào cũng tặng cho em một chú khỉ nhỏ. Em đi đâu thế? Lỗi. Em yêu anh. Em thật sự không muốn mất anh. Nhưng mà em không biết đặt anh ở đâu. Anh nên thuộc về em. Có lẽ anh không nên xuất hiện trong cuộc sống của em. Nhưng tại sao anh lại xuất hiện? Tại sao phải kéo chị vào? Có lẽ trong thế giới mạng, chúng ta có thể giữ nhau. Nhìn trăng. Tất cả mọi đau thương đều có thể quên đi sao? Không thể. Trừ khi em xóa sạch hoàn toàn trong ký ức. Em thật sự muốn xóa nó đi, nhưng mà em không làm được gì. 4 năm qua, lịch sử trò chuyện đều là một mình em gõ từng chữ. Em có thể cảm nhận niềm vui của anh ấy và cả đau thương. Mỗi phút, mỗi giây, em ở bên cạnh anh ấy đều vô cùng khắc cốt ghi tâm. Nếu đã không nỡ như vậy, tại sao không đối diện với bản thân đi? Bởi vì em không còn sự lựa chọn nào khác. Từ khi ba mẹ của em qua đời, họ là người thân duy nhất của em. Em rất cảm ơn. Nếu như không có họ, em thật sự không biết hiện giờ em ở đâu. Có lẽ là ở trong cô nhi viện.
có lẽ là đi bụi ngoài đường. Trước mặt tình thân và tình yêu, em thật sự không thể chọn, anh có hiểu không? Em thật sự rất muốn quên anh ấy, nhưng mà em không biết tại sao cảm giác như vậy thật sự rất khó chịu. Lúc em bận sẽ nhớ anh ấy, lúc em rảnh em càng nhớ anh ấy. Em nghĩ hiện giờ anh ấy có đang nhớ em như vậy không? Anh rất hiểu cảm giác lúc này của em. Thật đấy, bởi vì anh cũng giống em. Anh cũng nhớ một người mọi lúc mọi nơi. Cô ấy có vui không? Có hạnh phúc không? Buổi trưa ăn cái gì? Lúc mưa anh sẽ nghĩ đứa hay quên này có mang theo dù không. Hơn nữa em chỉ mới có 4 năm, còn anh nhớ mấy chục năm rồi. Hạo Tử, xin lỗi. Không có gì phải xin lỗi hết, là anh tự nguyện. Em vốn là một cô nhi, em nên trở về nơi thuộc về bản thân. Là lúc em nên rời đi. Tại sao phải rời đi? Anh không cho em đi. Hạo Tử, anh là một người tốt, nhưng em không làm được gì cho anh. Em chỉ mang lại phiền phức cho anh. Xin lỗi, em rất ích kỷ. Anh không cho em nói mình như vậy. Cho em một cơ hội để anh chăm sóc em, bảo vệ em. Anh sẽ không để ai làm tổn thương em. Xin lỗi, xin lỗi. Em thật sự rất muốn quên đi mọi chuyện, nhưng đã không về lại được nữa. Sẽ tốt thôi, sẽ ổn cả thôi. Thế gian có thể làm nhạt nhòa mọi thứ, Ninh Hinh, cái này cô xem đi. Đây là một số kế hoạch đầu tư quan trọng của quốc tế Lam Kiều. Thông thường văn bản cơ mật như thế này chỉ có cấp cao mới được xem. Nhưng cô sắp thành con dâu của chủ tịch, bà ấy mong cô nhanh chóng bước vào từng lớp quản lý cao cấp. Cho nên cô phải nắm bắt cơ hội này, nhanh chóng tìm hiểu dự án về đầu tư này. Cảm ơn. Không cần cảm ơn tôi, nhớ đó. Sau này làm việc phải khiêm tốn một chút. Trời ơi, thực lực của quốc tế Lam Kiều thật không bình thường. Năm nay mà nhiều dự án đầu tư như vậy. Mẹ, mẹ nhẹ thôi, con đau lắm. Nhìn con kìa. Chí Diễn, chị, mẹ, nhìn nó kìa, gây phiền phức cho mọi người. May mà có cháu giúp, để nó vào phòng bệnh cao cấp như vậy. Đừng khách sáo, đây là điều cháu nên làm. Đúng thế. Em biết hiện giờ phòng bệnh ở bệnh viện thiếu thốn như thế nào không? Đặc biệt là phòng đơn như thế này, xếp hàng một tháng cũng không lấy được. Cũng may Đan Kiều quen với giám đốc bệnh viện. Nếu không, hiện giờ thì em đang ở hành lang đó. Chị, em đã nói không cần ở bệnh viện, chỉ bằng ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Làm sao như vậy được?
Tiểu Đắc đang mang bầu. Nếu như con về, ai chăm sóc cho con? Nghe lời đi, ở thêm mấy ngày nữa. Quan sát thêm nhé. Phải rồi chí Diễn, Tiểu Đắc đâu? Sao không thấy nó? Mấy hôm nay cô ấy bận lắm, giúp đỡ nhà lão Đông. Tiểu Đắc đang mang bầu nên ở nhà nghỉ ngơi. Lỡ như có mệnh hệ gì thì ai chịu trách nhiệm đây chứ? Con cản rồi, con không cản nổi. Đến vợ cũng không quản được. Con nghe lời mà, học ba con cũng không quản nổi mẹ. Con mạnh miệng như vậy sao, còn cãi nữa à? Nếu như con giống ba con thì tốt rồi. Ba con trước giờ chưa từng ong bướm ở bên ngoài. Mẹ, mẹ nói cái gì thế? Cái gì mà ong bướm, khó nghe thế. Con và mẹ Thất Nguyệt chẳng có quan hệ gì. Con chỉ là thích làm việc tốt, giúp đỡ đơn thuần vậy thôi. Người đáng thương ắt cũng có chỗ đáng ghét. Con xem cô ta làm cả nhà chúng ta thành một mớ hỗn độn. Mẹ, con rể Triệu, nào nào, ngồi xuống. Không cần đâu cô, cô ngồi đi, ngồi đi. Cảm ơn. À mẹ, tối nay mẹ không cần chăm sóc chí Diễn. Đan Kiều đã mời y tá riêng cho chí Diễn. Mẹ nghỉ ngơi đi, thế làm sao được? Con xem con, tiêu tiền lung tung, không được. Cảm ơn sếp Triệu. Cái gì mà sếp Triệu, sếp Triệu? Con phải thay đổi cách gọi, gọi là anh rể. Được rồi. Thôi được, các con ở đây nhé. Mẹ đi về làm bữa tối cho ba con. Hầu hạ ba con. Đi từ từ thôi. Được rồi, đi thông thả mẹ nhé. Sếp Triệu, sếp Triệu. Không, anh rể, cho em mượn điện thoại. Điện thoại, điện thoại của em bị vợ em tịch thu rồi, quấy sợ người khác làm phiền em. Anh cho em mượn. Em gọi điện một chút, được rồi. Mật mã là bao nhiêu? 2046. Sao mật mã của anh giống mật mã của chị hai em thế? Chị hai em cũng là 2046. Không chỉ là điện thoại mà máy tính cũng là 2046. Đợi đã. Em nói mật mã của Ninh Hạ à? Vợ à? Đây không phải, đây là sếp Triệu. À, không phải, là điện thoại của anh rể. Đúng, em sao rồi? Anh nói cho em nghe, đừng có chạy lung tung nhé. Em mang bầu 4 tháng rưỡi rồi, mau về nhà đi, ngoan ngoãn. À phải rồi, mật mã, 2046. Tại sao lại là 2046? 2046. Tôi muốn phòng này. 2046. Tại sao cô lại thích 2046? 2046. Đúng rồi. Sếp Triệu. Điện thoại. Dùng xong rồi, cảm ơn anh. Không có gì. Em vừa nói mật mã của chị hai em cũng là 2046 à? Đúng. Nói đến chị hai của em, thực ra thì chị ấy bằng tuổi em. Con người của chị ấy vừa đáng yêu vừa đơn thuần, chỉ là hơi cố chấp. Thứ mà chị ấy thích thì chị ấy sẽ thích mãi thôi. Ví dụ như chị ấy thích một nhãn hiệu 800 năm không đổi. Cái nhãn hiệu mì gói chị ấy ăn bao nhiêu năm vẫn là cái đó. Quê lắm, vô cùng hoài cổ. Nhưng mà thứ chị ấy thích em thấy rất là quê mùa. Xin lỗi, anh đi nghe điện thoại. Được rồi. Alo, Đăng Kiều. Cậu phải mời tôi một bữa ăn lớn rồi. Đừng úp mở nữa, nói thẳng đi. Tôi đang bận lắm. Báo cho cậu một tin tốt. Tôi tìm được tung tích của ba cậu rồi. Cái gì? Ở đâu? Mau gửi tin nhắn cho tôi. Nếu như anh không tin em, anh cút ra ngoài đi. Đừng bao giờ quay lại nữa. Chị Diễn. Đăng Kiều đâu? Vừa vẫn ở đây mà, ra ngoài gọi điện thoại rồi. Chị Diễn, đây là điều dưỡng viên mời đến cho em. Từ nay trở đi anh ta sẽ chăm sóc em 24 giờ. Chị thương em nhất, tốt với em nhất.
Chí Diễn, em nói em lớn đầu rồi, vợ con mang bầu, còn chị công việc rất bận, ba mẹ thì cũng có tuổi rồi. Chị xin em về sau đừng gây thêm phiền phức cho nhà mình nữa có được không? Chị, em thấy bây giờ chị còn lắm lời hơn cả mẹ nữa. Chị, em đã như vậy rồi, đừng có đánh em. Thực ra ba cậu vẫn luôn ở trong thành phố này, nhưng mà ông ấy đã đổi thành họ Trương. Cho nên trước đây nhờ bạn làm công an tra trên mạng như thế nào cũng không có kết quả. Bạn công an của tôi rất nghiêm túc, rất đáng tin. Điều tra từ hồ sơ ban đầu, cuối cùng cũng tìm được manh mối. Từ hồ sơ di dời hộ khẩu, xác nhận Trương Chí Dĩ hiện giờ chính là ba của cậu Triệu Chí Dĩ. Dương Liễu, cảm ơn cậu. Nhiều như vậy, lần đầu tiên nghe cậu nói lời cảm ơn chân thành với tôi như vậy. Đăng Kiều, tôi biết tính khí của cậu, gặp ba của mình đừng dở tính xấu ra nhé. Có gì từ từ nói. Cậu là cha tôi hay là mẹ tôi? Thật là nói nhiều quá, cúp máy nhé. Triệu Đan Kiều, sao vậy? Hai người quen biết nhau à? Không không, lần đầu tiên gặp. Vẫn luôn ở thành phố này. Quốc tế Lan Kiều và Lưu Lan Chi vẫn luôn được đăng tin rầm rộ trên truyền thông. Tại sao ông ấy không đến tìm mình? Không hề tìm đứa con trai 20 năm chưa từng gặp mặt. Tại sao? Alo, Đan Kiều, ở đâu thế? Xin lỗi, anh đang có công việc bên ngoài. Chẳng phải chúng ta đã hẹn hôm nay cùng nhau ăn tối sao? Xin lỗi, một việc rất quan trọng, liên lạc sau nhé. Tạm biệt. Mẹ à, chỗ mẹ mấy giờ rồi? Sao mẹ còn chưa ngủ? Mẹ không ngủ được. Gần đây toàn cả đêm không thể nào ngủ nổi. Uống thuốc an thần cũng vô dụng thôi. Tại sao lại như thế? Hồ ly tinh đó âm hồn không tan. Mẹ,
Bà ta trêu chọc mẹ gì sao? Mấy hôm trước xem đài Hoa ngữ, phát chương trình nói chuyện của cô ta, nhìn thấy cô ta bộ dạng hống hách, mẹ nhìn là mẹ thấy tức. Còn nhớ mấy năm trước, cái bộ dạng mê hoặc ba con, mẹ tức đến mức run rẩy cả người. Con trai, con biết trong hơn 20 năm nay mẹ sống như thế nào không? Nếu như không phải còn có con, mẹ đã không sống nổi từ lâu rồi. Mẹ à, tất cả đều là chuyện quá khứ. Đừng nghĩ đến mấy chuyện không vui này nữa, mà dày dò bản thân có được không? Con trai, con nhất định phải trút giận cho mẹ, lấy hết những thứ thuộc về chúng ta. Nếu không, mẹ có chết cũng không nhắm mắt được. Mẹ cũng không thể nào nuốt trôi cơn giận này đâu. Mẹ yên tâm đi, con đang cố gắng làm đây. Mẹ, mẹ ăn cơm cho khỏe, ngủ cho thật ngon, như vậy thì con mới yên tâm được. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của con, có đúng không? Ngoan mẹ nhé. Con phải nhanh lên, mẹ sợ mẹ sống không nổi đến ngày đó. Mẹ, mẹ nói linh tinh cái gì thế? Con đảm bảo với mẹ, muộn nhất cũng trong năm nay, nhất định sẽ khiến cho bà ta phải trả giá. Được rồi, con không nói nữa. Mẹ ngủ sớm nha. Hãy nối dây cho tôi. Bà chủ, bà đừng bắt tôi phải đi. Bà Trương, tôi đã tìm được người giúp việc trẻ hơn rồi. Tiểu Trần, đưa giấy chứng nhận của cô cho bà ấy xem. Vâng. Bà xem, đây là bằng chuyên ngành y tá, bằng nhà dinh dưỡng và bằng chứng nhận phục vụ giúp việc ưu tú. Nhìn thấy chưa? Cô thu về đi. Vâng. Bà Trương, bây giờ thời đại đã thay đổi, cho dù là làm giúp việc cũng phải chuyên nghiệp. Huống hồ gì bà đã lớn tuổi rồi, nhiều việc trong nhà bà không thể làm được nữa. Chuẩn bị đi đi. Hả? Bà Trương đã ở nhà này hơn 20 năm, đến bà ấy mà mẹ cũng đuổi đi. Con hãy bớt lời đi. Bà Trương, nói thật là tôi đã nhịn bà rất lâu rồi. Thời gian gần đây bà thường hay quên này quên nọ. Tôi đã nói rõ ràng với bà, bà không còn hợp để làm việc ở đây nữa. Chỗ của tôi không phải là viện dưỡng lão. Bà Trương đã vất vả bao nhiêu năm nay, không có công lao cũng có khổ lao. Cho dù bà ấy làm việc không nhanh nhẹn, nuôi bà ấy thì cũng đâu có gì. Nếu như con thật sự có tấm lòng hiếu thuận này, con nghĩ xem sau này nên phụng dưỡng mẹ như thế nào. Hơn nữa nhà bà Trương con cháu đầy nhà, không cần mẹ phải nuôi. Mẹ đã gọi cho con trai bà ấy, lát nữa cậu ấy sẽ đến đón. Bà mau thu dọn rồi chuẩn bị đi đi. Bà chủ, bà đừng đuổi tôi đi có được không? Nếu như tôi đi thật, bà chủ phải làm sao? Tôi làm sao? Chỉ cần tôi có tiền, người trẻ hơn bà, làm được việc hơn bà, tôi chọn cả đống. Lưu Lan Chi, mẹ quá ức hiếp người khác rồi đó. Bà Trương hầu hạ mẹ vất vả nhiều năm như vậy, bà ấy già, mẹ lại đá bà ấy đi. Mẹ có còn chút tình người nào không?